Xin chào anh em. Để hôm nay là mình lái xe đi tới một cái bãi biển nào đó chơi. Nhưng mà hôm nay là mình gặp nhiều anh em. Khi uống cà phê nói chuyện đó thì anh em hay bàn về là cái chuyện là dịch Covid, rồi kinh tế Việt Nam sẽ như thế nào. Thì đây là cái chủ đề lúc nào cũng đưa ra là bàn tán sôi nổi. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này á, là để mình nói về cái chuyện kinh tế. Cái chủ đề này á, là cái một trong những cái chủ đề cũng rất là ngại nói, nhưng mà mình sẽ nói để chia sẻ cho anh em bạn bè thân hữu biết đó. Nhiều khi ngồi uống cà phê nói chuyện hay là ngồi nhậu mà nói chuyện về kinh tế á, thì nói một năm ba câu thì không thể diễn đạt hết những cái vấn đề thuộc về kinh tế, mà phải có một cái thời gian dài một chút. Thì mình nói vậy nè, hiện nay khi mà lên trên mạng á, thì anh em nghe những cái nhà diễn giả họ nói về kinh tế rất là kêu như là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Rồi họ nói về IA là trí tuệ nhân tạo, họ nói về kinh tế số, và chốt hạ lại một câu là có chuyển đổi số hay là chết. Đó. Thì những cái từ ngữ nó rất là kêu, thì nhiều người sau khi nghe như vậy thì không biết mình tham gia được gì vô trong cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Thì cái đó thì mình không có nói tới đó nữa vì nó cao quá. Bây giờ mình nói thấp dưới một chút. Thì cách đây hàng chục năm có nhiều quốc gia là ao ước mình á, không có làm cái gì mà vẫn giàu, thì người ta ao ước mình là nằm ngay cái kênh đào Suez, hay là nằm ngay cái kênh đào Panama, hay là nằm ngay cái eo biển Malacca, thì mọi tàu bè hàng hóa giao lưu nó qua lại đó, đó. Thì mình là nó đi ngang qua cái chỗ vị trí của đắc địa của mình, thì mình sẽ tự nhiên mình sẽ giàu. Đó. Thì cái đó là một trong những cái mà ai cũng muốn là không làm mà có tiền đó. Thế thì cái đó đúng thôi. Ví dụ như là tự nhiên là cái nhà mình nó đã trở thành một cái nơi coi như là tự động vợ nó dời về đó, trung tâm thương mại nó dời về đó, chợ đầu mối nó dời về đó, thì tự nhiên cái nhà mình là nằm ngay cái vị trí đắc địa đó, thì tự nhiên là mình sẽ giàu lên. Đó. Mà mình không phải làm gì nhiều, không phải vất vả. Thế thì đó là một trong những cái nguyện vọng mà mọi người đều mong muốn như vậy. Thế thì qua cái dịch Covid này thì mình mới thấy một vấn đề vậy nè. Việt Nam mình đang nằm ngay một cái vị trí đắc địa như vậy. Mình sẽ không cần làm gì nhưng mà mình sẽ rất giàu. Bây giờ là các bạn nhìn thấy nè, Quảng Châu Trung Quốc á, là nó thuộc tỉnh Quảng Đông, cái vị trí đắc địa của nó là nó nằm gần Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan đó. Thì cái vùng đất đó bây giờ nó trở thành một cái trung tâm thương mại của toàn cầu, nó là một cái chợ đầu mối giao lưu hàng hóa của thế giới, mà nó lại là một cái nơi cực kỳ khôn ngoan và thông minh. Đó là một cái nơi mà coi như là thương mại điện tử nó phát triển rất là mạnh mẽ đó. Thế thì bây giờ đứng về cho nên là tự dưng cái thành phố Quảng Đông thuộc tỉnh thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc nó trở nên cái nơi sầm uất nhất, và người dân không cần làm gì hết cũng giàu đó. Thế thì bây giờ Việt Nam mình
là một trong gần 200 nước trên thế giới có một cái vị trí đắc địa cực kỳ luôn, đó là mình nằm gần ngay cái chỗ trung tâm thương mại, đầu mối giao thương hàng hóa của thế giới, đó là cái tỉnh Quảng Ninh Trung Quốc, hay là cái cửa khẩu ngay Lào Cai Trung Quốc, là nó nằm ngay đó. Cái khoảng cách từ Quảng Ninh, Móng Cái, Quảng Ninh của Trung Quốc á, là nó cách cái Quảng Châu bằng từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng thôi. Thế thì á, cái điều đó đó là một cái cơ hội tuyệt vời nhất của Việt Nam. Nó chẳng khác gì cái căn nhà của mình, nó nằm ngay cái trung tâm thương mại của một cái nơi mình sinh sống. Thì ở đó là trở thành cái nơi nó sầm uất, thì mình sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Và kiếm như thế nào thì mình sẽ nói. Thế thì bây giờ là tình hình của thế giới là mình sẽ thấy rất là rõ. Hiện nay trên thế giới có hai nền kinh tế mạnh nhất, đó là nền kinh tế Mỹ với tổng GDP là khoảng 23.000 tỷ, còn kinh tế của Trung Quốc thì khoảng chừng 18.000 tỷ đô la. Nhưng mà xét về cái sản phẩm hàng hóa về số lượng thì với 18.000 tỷ đó, nó gần như gấp đôi cái số lượng hàng hóa sản xuất ở Mỹ. Lý do là một cái món hàng sản xuất ở Trung Quốc có giá rẻ khoảng gấp 1 phần 3 lần so với sản xuất ở Mỹ, nhưng quy đổi ra đô la thì cái giá trị nó lại của Mỹ thì nó lại cao hơn, nhưng mà số lượng hàng hóa tại Trung Quốc thì nó lại nhiều hơn đó. Thế nhưng mà hai nền kinh tế này hiện nay nó đang có cái mâu thuẫn tranh giành nhau. Nước này là tìm cách là hạn chế hàng hóa của nước kia, đặc biệt là Mỹ rất là sợ hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc tràn vào Mỹ làm cho người Mỹ là mất hết việc làm. Đó là về phương diện kinh tế. Còn về phương diện mạng công nghệ thông tin thì hiện nay trên thế giới là nó tách ra làm hai phần. Phần thứ nhất là các nước còn lại ngoại trừ Trung Quốc ra thì họ sử dụng Facebook, Google và YouTube. Thì ba cái nền tảng thương mại lớn này hầu như cả thế giới đều sử dụng, nhưng mà Trung Quốc lại không cho người dân trong nước sử dụng. Trung Quốc đã thay thế cái mạng Google bằng cái mạng Baidu, mạng tìm kiếm Baidu. Trung Quốc nó thay thế cái mạng YouTube bằng cái mạng Youku, đó là Youku. Rồi Trung Quốc là thay thế cái mạng Facebook bằng TikTok, WeChat. Thế thì người dân trong nội địa Trung Quốc chỉ được sử dụng mấy cái mạng nội địa của Trung Quốc, không cho phép người Trung Quốc sử dụng các cái mạng của thế giới tư bản. Thế thì vì sao Trung Quốc làm như vậy thì cũng có rất nhiều ý kiến. Nhưng mà theo mình á, mình nhận xét như thế này. Facebook, Google và YouTube á, khi họ xâm nhập vào Việt Nam và cho tới ngày hôm nay theo bản thống kê thì ba cái nền tảng thương mại này mỗi năm Việt Nam á, đã sử dụng và chi trả cho họ là Facebook, người ta sẽ chạy quảng cáo, người ta sẽ trả tiền cho Facebook. Google thì nó bán cái từ khóa tìm kiếm, rồi bên YouTube là nó đăng các cái video để mà chạy quảng cáo thu tiền của khách. Thì mới với cái nền kinh tế nhỏ như Việt Nam khoảng 200 tỷ đô thì một năm là Việt Nam phải chi trả lên tới khoảng 2 tỷ đô la, chiếm 1% GDP. Còn Trung Quốc nó cũng vậy, một nền kinh tế mà 20.000 tỷ đô thì một năm mà Trung Quốc, người dân Trung Quốc sử dụng ba cái nền tảng này để quảng cáo sản phẩm hàng hóa, để mà buôn bán cho mọi người nó biết về cái sản phẩm mình á, thì Trung Quốc nó phải trả là gấp 100 lần Việt Nam, là phải tốn 200 tỷ đô la.
chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ là Việt Nam mặc dù bỏ 2 tỷ đô la ra để chạy quảng cáo nhưng mà chỉ hiện nay cũng chỉ buôn bán trong nội địa với nhau. Chưa có bán được cái sản phẩm của Việt Nam ra nước ngoài. Trong khi đó nếu Trung Quốc cũng vậy, họ chi trả 200 tỷ đô la một năm mà cũng chỉ để buôn bán nội địa trong nước với nhau thì họ cũng không có một cái số tiền thất thoát ra cho nước ngoài là quá lớn. Cho nên có thể là chính phủ Trung Quốc cũng như là các cái bộ ngành của Trung Quốc cảm thấy sự thiệt hại lớn như vậy cho nên họ phải thành lập một cái mạng thông tin riêng để cho người dân Trung Quốc sử dụng vẫn đáp ứng được các cái nhu cầu đó. Nhưng mà đỡ phải tốn chi phí trả rất là nhiều cho các cái hãng công nghệ của phương Tây, công nghệ Mỹ. Đó là một trong những cái mà của Trung Quốc họ làm. Mà mình nhìn thấy như vậy thì mình thấy là họ cũng có cái khôn của họ. Rồi, bây giờ là thì đó, nếu chúng ta xử lý một quốc gia xử lý không khéo thì bao nhiêu công sức chúng ta làm ra thì chúng ta nuôi các cái hãng công nghệ internet trong công nghệ mạng của nước ngoài hết. Thì Trung Quốc họ làm như vậy là họ không phải hao tốn một đồng nào cho các cái hãng thương mại công nghệ mạng của nước ngoài. Bây giờ cái thứ ba mà mình muốn nói là ngoài cái chuyện mà hai hệ thống công nghệ mạng của Trung Quốc và các nước còn lại sử dụng thì mình nói tới cái thương mại điện tử. Hiện nay Mỹ nó có cái trang Amazon là nó áp đảo toàn bộ phần còn lại của thế giới. Amazon nó bán được hàng hóa gần như khắp toàn cầu. Giá trị vốn hóa của Amazon mà khi mà cổ phiếu lên cao nhất là cái giá trị vốn hóa của nó lên tới 1.500 tỷ đô la. Đó là ở bên Mỹ. Còn bên Trung Quốc á, thì giá trị vốn hóa của Alibaba do ông Jack Ma thành lập thì giá trị vốn hóa khi có khi cái cổ phiếu lên giá cao nhất thì cái giá trị của nó lên tới gần 1.000 tỷ đô la. Giao dịch của Amazon hàng năm á, là khoảng 4.000 tỷ đô la ở trên cái trang thương mại đó. Còn giao dịch ở trên tập đoàn Alibaba mỗi năm lên tới khoảng chừng 1.000 cho tới 1.500 tỷ đô la giao dịch hàng hóa thông qua các cái trang web thương mại của tập đoàn Alibaba. Thì ông Jack Ma ngày xưa là ông cũng nói rất là nhiều nhưng mà mình đúc kết lại có ba cái vấn đề mà ông nói. Cái thứ nhất, khi mà ông có dịp đi công cán nước ngoài, đi ra nước ngoài á thì ông gõ cái từ bia ở trên mạng internet thì ông chả thấy cái bia Trung Quốc nào nó hiện lên hết. Cái thứ hai, ông Jack Ma khi mà năm 1900 năm 2017 ông có qua thăm Việt Nam và ông có nói chuyện với sinh viên trường Đại học Việt Nam, ông có nói là nếu các bạn là cư dân mạng mà bạn chưa có mua gì ở trên mạng và cũng chưa có bán cái gì ở trên mạng hết thì bạn chưa phải là một công dân mạng đích thực. Một câu chuyện nữa mà mình nghe lại từ Alibaba, từ ông Jack Ma là ông nói một câu là đừng có bán hàng cho người thân vì thân ai nấy lo. Người thân họ không có biết những cái công sức của mình bỏ ra để bán cho họ cái món hàng đó mà họ chỉ nghĩ rằng mình kiếm từ họ bao nhiêu. Thế thì ba cái câu nói của ông đó cho tới giờ này á, là cũng rất là lâu lắm rồi. Thì Việt Nam đã thực hiện được gì? Thứ nhất, nếu đi ra nước ngoài, bạn muốn mua một bất kỳ một cái món hàng nào ở Việt Nam đều không mua được. Tại vì nó không có cái hệ thống nào để nó vận chuyển ra khỏi nước quốc gia. Cái thứ hai là ông ta nói á, là bạn chưa có mua gì trên mạng và cũng chưa có bán gì ở trên mạng thì rõ ràng là chúng ta đó là cũng chưa có bán được cái gì ra khỏi biên giới Việt Nam thông qua các cái mạng thương mại điện tử của Việt Nam. Vì chúng ta đang còn bế tắc cái chuyện là chúng ta không có bán ra được nước ngoài.
ở các cái trang như bây giờ như là Lazada, Sendo, Shopee, Tiki muốn bán ra một cái nước khác cho khách hàng họ mua thì cũng không bán được, bán trên Facebook người ta muốn mua cũng không bán được là không biết vận chuyển như thế nào. Cái trang thứ ba là cái thứ ba mà người ta nói là đừng có bán hàng cho người thân, thì bây giờ mình mới thấy nè, ở Việt Nam á, là các cái ông lớn họ tranh giành nhau từ cái ông Metro rồi ông Co-op rồi cái ông gì hả, tách ra từ cái ông Thế Giới JD, mình không có nói, muốn nói thẳng tên cái tập đoàn đó, rất là nhiều họ họ tranh nhau từng cái khu chợ, từng cái phường, cái xã để họ thành lập những cái trung tâm hả buôn bán mấy cái đồ tạp hóa, tranh giành nhau để buôn bán. Nhưng mà các cái tập đoàn lớn đó mình không hiểu sao mà họ lại thích bán cho người thân. Đáng lẽ những cái công việc đó là nên để cho những cái người về hưu, người ta mở những cái tiệm tạp hóa, người ta buôn bán, thì bây giờ họ lại đưa những cái công nghệ vô, dùng những cái thanh niên trẻ khỏe để mà chiếm lĩnh cái thị trường, bán mấy cái thứ tạp hóa tiêu dùng hàng ngày. Điều đó là cho thấy là sự năng động của các cái doanh nghiệp là rất là đáng được để trọng, nhưng mà họ lại không hướng cái đó ra nước ngoài, thì đó là một cái sự đáng tiếc. Thì ba cái vấn đề mà của ông Jack Ma từng nói thì bây giờ mình nhìn lại Việt Nam mình thấy mình cũng chưa có làm được cái gì hết, trong khi ông Jack Ma là ông thiết lập các cái trang thương mại điện tử để cho người Trung Quốc bán hàng ra nước ngoài một cách dễ dàng mọi lúc mọi nơi, mà mình thì lại chưa làm được. Rồi bây giờ là mình nói đến cái khi mà Việt Nam mình á, là có một cái vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi, là mình nằm ngay cái chợ đầu mối buôn bán giao lưu thương mại của quốc tế, là nằm ngay gần, rất gần ngay chỗ là Quảng Đông của Trung Quốc đó. Khoảng cách từ mình tới đó là từ cái cửa khẩu Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh cho tới đó là chỉ bằng cái khoảng cách từ Sài Gòn ra tới Đà Nẵng. Thì tại sao có rất là nhiều nước có cái biên giới giáp với Trung Quốc mà Việt Nam là có cái vị trí đắc địa nhất? Ví dụ như Trung Quốc nó có Lào cũng giáp với Trung Quốc, Myanmar nó giáp với Trung Quốc, Ấn Độ cũng có, rồi Bắc Triều Tiên nó cũng giáp với Trung Quốc. Nhưng mà tại sao Việt Nam lại là cái nước nó có cái vị trí đắc địa nhất khi mà gần ngay cái trung tâm thương mại? Tại vì Việt Nam là ngay cái cửa khẩu nó nằm rất gần ngay cái trung tâm thương mại của thế giới, của toàn cầu, nó nằm ở đó. Riêng cái GDP của cái tỉnh Quảng Đông, có cái Quảng Châu Trung Quốc đó, là một mình của tỉnh đó thôi là nó đã 1.600 tỷ đô. Và tỉnh Quảng Đông là cái nơi tất cả các cái doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc cũng như là các cái doanh nghiệp công nghệ lớn, công nghệ hiện đại nhất, công nghệ coi như thông minh nhất đều đặt nhà máy tại tỉnh Quảng Đông, Quảng Châu Trung Quốc. Thế thì mình sẽ cho các bạn biết cái dư địa của Việt Nam trong cái việc làm ăn buôn bán với cái trung tâm thương mại của thế giới này. Cái thứ nhất là Việt Nam á, là rất gần cái trung tâm này, nghĩa là rất gần nhà mình, giống như cái nhà mình nằm ngay cái chợ đầu mối này đó. Cái thứ hai là Việt Nam có một cái lực lượng công nghệ thông tin rất là đông đảo, không có nước nào mà nó có được cái số lượng mà lực lượng công nghệ thông tin làm từ về viết phần mềm cho tới như là viết trang web, nó đông như là quân nguyên. Họ chào mời khách hàng ngày tới các doanh nghiệp. Cái thứ ba là Việt Nam á, là nó có một cái lực lượng thanh niên tuổi trẻ rất là đông đảo trên cả nước. Dân số thì lại đông, lao động thì lại trẻ. Đó là cái thứ ba. Cái dư địa thứ tư mà người Việt Nam mình có là cái mức lương thu nhập của mình hiện nay đang rất thấp. Cho nên khi mà mình tham gia vô cái thương mại
Khi mình tham gia vô cái thương mại điện tử thì Việt Nam mình sẽ có rất là nhiều người đang còn rảnh rỗi. Họ sẽ đăng bài, họ sẽ làm video, làm YouTube để đăng lên tất cả các cái trang thương mại điện tử. Mà các nước khác khi mà người ta mất cái khoảng cái thời gian đó, người ta đăng lên các cái sản phẩm, các cái bài nói chuyện hay là các cái YouTube thì sẽ tốn một cái chi phí với cái mức lương 2-3 ngàn đô la một tháng, thì cái dư địa đó nó sẽ không còn. Cái thứ tư nữa đó là hàng hóa được sản xuất tại Trung Quốc hiện nay là cái giá nó rất là rẻ. Không phải hàng của người Trung Quốc sản xuất tại Trung Quốc nó rẻ, mà hàng của Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu, Nhật Bản hay Hàn Quốc khi họ sản xuất tại Trung Quốc và họ bán cho thị trường nội địa Trung Quốc thì họ phải bán với một cái giá khác, giá rất là rẻ so với họ đem về cái thị trường của họ. Giống như một cái máy, một cái nồi cơm điện của Nhật họ sản xuất ở Trung Quốc thì họ bán chỉ khoảng chừng 1 triệu đồng, nhưng cũng cái nồi đó mà họ đem về Nhật họ bán cho thị trường Nhật thì phải họ bán 2 triệu. Cũng giống như lon Coca mà tại Mỹ thì họ bán ra là 1 đô la, mà tại Việt Nam họ cũng sản xuất ra lon Coca, họ bán ra với cái giá là nửa đô la. Đó là một cái dư địa để cho Việt Nam mình là có thể mua hàng từ Trung Quốc để bán ra thương mại thế giới, các trang web thương mại của thế giới. Một cái dư địa quan trọng nhất mà Việt Nam mà coi như là có một cái vị thế đặc biệt, đó là người Trung Quốc á, họ không được sử dụng mạng Facebook, mạng Google và cái mạng YouTube. Cho nên đó là người Trung Quốc cho dù họ sản xuất rất là nhiều hàng hóa nhưng trên thế giới người ta không thể biết được. Họ không thể nào họ đăng lên mấy cái trang đó thì cái phần thằng còn lại của thế giới người ta đâu có nhìn thấy cái sản phẩm đó. Những cái sản phẩm nhiều khi đó là nó rất là mới, nó là cái hàng mới phát minh mà nhiều nước chưa có nhưng mà họ đã sản xuất được, nhưng mà họ cũng không có cách nào họ đưa lên cho cái hệ thống mạng còn lại của thế giới họ nhìn thấy cái sản phẩm đó để mà họ biết và họ mua, họ sử dụng. Đó. Thì cơ hội dành cho Việt Nam đó là gì? Việt Nam sẽ đem những cái sản phẩm mà ở bên Trung Quốc có đưa về, nhập về, rồi sau đó mình review lại cái sản phẩm đó, mình nó hả nói lên hết cái công năng công dụng của cái sản phẩm đó, cái máy móc đó, rồi mình đưa lên các cái mạng thương mại điện tử của phương Tây Mỹ, như là mình đưa lên là YouTube, mình đưa lên Facebook và mình đưa lên là từ khóa tìm kiếm Google. Thì người Trung Quốc họ sản xuất ra hàng, mình là cái người review sản phẩm bán hàng. Thì trong cuộc chơi buôn bán thì các bạn cũng biết rồi, ai là người bán hàng? Người bán hàng sẽ quyết định làm chủ cuộc chơi. Rồi, đó là một cái dư địa rất là quan trọng nhất mà cái thế giới phương Tây và cái thế giới ở Trung Quốc nó bị chéo nhau ở cái chỗ là cái mạng được phép sử dụng. Một trong những cái dư địa quan trọng nhất mà Việt Nam còn có thể có nữa, đó là hiện nay Trung Quốc với cái nền sản xuất cực lớn như vậy, cả các nước trên thế giới, các cái tập đoàn lớn trên thế giới họ đổ bộ qua Trung Quốc, họ đặt nhà máy, họ sản xuất rất là nhiều hàng hóa và họ chào mời ngay tại Trung Quốc trước. Tại vì Trung Quốc là một cái nước có 1,4 tỷ dân, kế đó có cả Hồng Kông, Đài Loan, rồi Ma Cao, rồi có cả Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nằm gần đó, thì họ sẽ show các cái sản phẩm, họ làm các cái hội chợ rất là lớn ở đó. Thì họ với cái lượng hàng hóa khổng lồ thì họ cần cái đường tiêu thụ rất là nhiều và họ cần cái đường mua cái nguyên liệu về để mà sản xuất. Cho nên là chính phủ Trung Quốc do Tập Cận Bình lãnh đạo là thiết lập một cái hệ thống vành đai con đường để đưa các cái hàng hóa lớn của Trung Quốc như là nguyên liệu là như sắt, thép, hạt nhựa, vải, tơ sợi để mà chở đi ra các cái cảng đưa đến tất cả các cái nước.
để mà đưa vô các cái nhà xưởng để sản xuất. Rồi kế đến là hệ thống vành đai con đường của Trung Quốc sẽ thu mua các cái nguyên liệu từ các cái nước có trên thế giới, như là các cái khoáng sản như sắt, thép, đồng, nhôm, hay là phân bón đồ này kia kia, hay là các cái tơ sợi, da giày, dệt may gì đó, thì họ sẽ mua về, họ vận chuyển bằng những cái con đường mà do Trung Quốc thiết lập cái hệ thống vành đai con đường đó, để họ mua về được cái giá rẻ và họ có hệ thống vận chuyển rẻ khi họ thiết lập được cái vành đai đó. Thế thì cái chính sách hướng ngoại ra để mà xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc ra toàn cầu, nó làm cho các cái nước lớn e ngại, như là Mỹ, như là châu Âu, Đức. Thế thì Việt Nam á, trong cái thời mại thương mại điện tử á, thì cơ hội tuyệt vời nhất dành cho Việt Nam là cái gì? Cái thiết lập vành đai con đường đó chủ yếu là dùng để vận chuyển các cái loại hàng hóa có số lượng cực lớn, như là gạo, sắt, thép, nhôm, hay là da giày, dệt may, hay là hạt nhựa. Nhưng mà các cái mặt hàng sản xuất sẵn, mà các cái mặt hàng mà không thuộc loại nguyên liệu, mà các cái mặt hàng mà hoàn chỉnh, giống như một cái máy móc cầm tay, hay là giống như là một cái nồi cơm điện, hay là một cái tivi chẳng hạn, thì ngày nay thông qua thương mại điện tử thì không có một cái nhà doanh nghiệp nào mà dám nhập một lần một container một cái loại máy đó đưa về rải ở các cửa hàng bán. Tại vì khi mà mình vừa mới mua từ cái nhà sản xuất đó về thì họ đã ra tiếp một cái đời mới cao hơn, thì cái hàng mà mình vừa mới mua về chưa bán kịp, nó đã lỗi thời đó. Cho nên là cái hệ thống mạng thương mại điện tử sẽ giúp cho người dân Việt Nam mình đã mở ra một cái con đường gọi là vành đai 2. Trung Quốc nó thiết lập vành đai con đường thì mình coi nó là vành đai 1 đi, còn mình là vành đai 2. Là vành đai 2 là cái gì? Là thương mại điện tử bán tất cả các loại hàng hóa đã được sản xuất thành hàng hóa hoàn chỉnh, ví dụ như là một cái nồi cơm điện, hay là một cái máy khoan, hay là một cái máy bắn vít, hay là một cái máy siêu âm, hay là một cái máy in màu gì chẳng hạn. Thì mình mua một lần số lượng vừa phải, vài chục cái tới vài trăm cái, bán hết thì mua nữa, thì không có mua theo cái kiểu mà kinh điển ngày xưa là nhập về là cho đủ một container rồi sau đó đưa ra chưa kịp bán, thì cái model đó nó bị lỗi thời, bán chưa kịp bán thì đã bị người khác cạnh tranh bằng cái model mới. Thì cái thương mại điện tử nó sẽ do chúng ta giải quyết được cái chuyện là chúng ta có một cái dư địa khổng lồ, là chúng ta có thể nhập hàng của Trung Quốc về, chúng ta bán ở trên các cái trang thương mại điện tử của Việt Nam và bán ra toàn cầu. Còn một cái dư địa nữa là hiện nay đối với Trung Quốc, khi các cái nhà sản xuất hàng hóa của Trung Quốc họ không cần gắn tem nhãn thương hiệu của họ lên các cái sản phẩm mà họ sản xuất ra. Ví dụ như họ sản xuất một cái máy in, hay là một cái máy khoan, hay là một cái cưa chẳng hạn, thì họ không có dán tem sản phẩm lên trên đó là để khẳng định một cái thương hiệu, như là các cái hãng của bên châu Âu, Mỹ và Nhật, không có gắn cái chữ Makita hay chữ Bosch gì hết đó. Họ ai mua số lượng bao nhiêu đó thì người ta sẽ sản xuất cái máy đó, cái tem nhãn thì do cái người bán, cái người nhập khẩu đó về quyết định mình dán cái tên thương hiệu nào vô, đó là do cái người nhà nhập khẩu người ta mua về người ta tự dán. Và thậm chí cho tới hiện nay mình thấy bên Trung Quốc họ không có ghi cái chữ Made in China trên cái sản phẩm hàng hóa của mình, vì họ là cái người cung cấp cái sản phẩm hàng hóa do họ sản xuất ra, họ không có nhu cầu về thương hiệu. Đó là cái cách của người Trung Quốc. Trong khi đó ở các cái nước phương Tây, Mỹ, thì khi mà họ sản xuất ra bất kỳ một cái sản phẩm nào, họ cũng đều gắn cái thương hiệu của họ vô để họ bảo hộ cái sản phẩm của họ. Đó là cái cách của cái người phương Tây và Mỹ. Thì thường người phương Tây và Mỹ á, cái đặc điểm của các cái hàng hóa của phương Tây và Mỹ á, thì cái nhà sản xuất khi người ta sản xuất ra cái món hàng đó, họ không cho ai mua về để bán lẻ, bán riêng hết á, mà họ phải bán trong cái chuỗi cửa hàng mang cái đặc trưng của họ. Ví dụ như là một cái hãng Makita, khi mà bạn muốn bán á, thì bạn phải treo cái bảng hiệu Makita
rồi bạn phải có cái kệ mẫu của Makita, rồi bạn phải có một cái nhân viên bán hàng phải mặc cái áo hiệu Makita, rồi đến khi sửa máy hay là cử nhân viên đi sửa cái máy đó, đi bảo hành cái máy đó cho khách thì cũng nhân viên phải mặc cái áo của hãng, thậm chí là đến cái cờ lê mỏ lết là cái tua vít để mà sửa máy cũng phải có cái nhãn đó, có cái nhãn Makita đó. Thì mình có ông bạn học ở bên Đức, học ở bên bên Anh á, về cái ngành thương mại, thì họ nói giống như một cái hãng Honda đó, thấy không, khi mình vô cái tiệm của họ thì cái tiệm đó là nó phải có một cái chuẩn bề ngoài, rồi sau đó đó là nhân viên bán hàng cũng phải mặc cái áo của Honda, rồi nhân viên sửa chữa các chiếc xe của Honda cũng phải mặc áo Honda, thậm chí cái cờ lê tua vít hay là cho cái mỏ lết hay là cái kềm cái búa gì đó nó cũng phải có cái gì chữ Honda ở trong đó. Còn Trung Quốc á thì bây giờ họ lại khác, họ sản xuất cái món hàng họ bán ra bỏ mối ra toàn cầu, họ không có ghi thương hiệu gì hết, để cho mọi mọi nước mọi nơi đều có thể mua được cái sản phẩm của họ. Thì sản phẩm của Trung Quốc thì cái giá của nó cũng rẻ, nhưng mà không phải là chất lượng hàng của Trung Quốc nó kém, mà là cách quản lý cái chất lượng thôi. Thì Trung Quốc á, khi bây giờ khi người ta bán một cái máy móc gì đó thì người ta biết cái điểm yếu của cái máy đó là nó sẽ hư cái chỗ nào đó, ví dụ như một cái máy thủy lực trị giá hàng chục triệu đồng đó, nhưng mà nó không có hư gì hết đó, nó chỉ hư cái phốt cao su đó, sau khi mình sử dụng nhiều thì nó sẽ hư cái phốt đó. Thì các nhà sản xuất của Trung Quốc á, họ bỏ sẵn ra cho người ta một bịch, họ bán cái máy khoan họ đưa cho người ta một bịch than để chúng ta mua về chúng ta sử dụng, chúng ta có cái để chúng ta thay. Còn các hãng của phương Tây, Mỹ này kia thì những cái đó họ không có đưa thêm. Khi nào máy hư thì liên hệ với hãng họ, họ sẽ bán với một cái giá rất là cao đó, để cho cái người mua họ sẽ phụ thuộc cái hãng, họ đi tới họ đi lui cái hãng đó hoài, rồi người ta sẽ bán được những cái sản phẩm khác. Rồi bây giờ nhiều anh em nói nãy giờ là mình đi thẳng vô cái chủ đề bây giờ, vậy thì Việt Nam phải làm gì để trong 10 năm tới Việt Nam mỗi năm tăng trưởng liên tục 10% một năm hoặc là 20% một năm, thì với cái GDP mà đang còn thấp như vậy thì việc tăng trưởng 10% cho tới 20% một năm là không khó đối với một nước nó đang có cái GDP thấp. Thì cái quan trọng nhất thì chúng ta đã thấy rồi, Mỹ thì nó có cái trang Amazon, nó bán hàng được toàn cầu. Trung Quốc thì nó có cái tập đoàn Alibaba, nó cũng bán ra được toàn cầu. Thì Việt Nam bây giờ là phải có một cái trang thương mại điện tử để Việt Nam bán hàng hóa của Việt Nam và nhập khẩu các cái hàng hóa từ Trung Quốc. Ở đây mình không nói là chỉ có hàng hóa sản xuất của người Trung Quốc, mà sản xuất từ các cái hãng nước ngoài đặt tại Trung Quốc đưa về để bán ra toàn cầu. Ví dụ như hàng của Nhật sản xuất tại Trung Quốc thì mình vẫn đưa về mình bán qua bên Mỹ, bán qua bên Úc hay là bán qua châu Âu được. Hay là hàng của Hàn Quốc sản xuất tại Trung Quốc mình có thể đưa đi bán được khắp khắp thế giới. Thế thì là Việt Nam mình cần phải có một cái trang thương mại điện tử để mình không bán, không những chỉ bán trong nội địa Việt Nam mà phải bán ra nước ngoài. Thế thì bây giờ là Việt Nam mình là nên làm cái gì? Thì các cái nhà thương mại hay là các cái công ty phần mềm viết ra một cái trang thương mại điện tử tích hợp các cái tính năng để mà bán ra được thế giới. Thì Việt Nam mình có những cái tập đoàn rất là lớn và rất là của nhà nước rất là lớn, có những cái điều kiện rất là thuận lợi, giống như tập đoàn Viettel, họ cũng có kinh nghiệm rất là lâu năm trong cái ngành vận chuyển hàng hóa. Thì bây giờ Viettel đặt tại mỗi quốc gia một cái điểm tiếp nhận hàng để mà đưa lên hệ thống bưu điện của các nước, như là mình sẽ triển khai ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Úc, ở châu Âu, ở Mỹ hay là ở bên một vài nước Ả Rập. Thứ hai nữa là mình đang có cái hệ thống Việt Nam Airlines, là những cái hãng máy bay của Việt Nam Airlines khi mà đưa hành khách đi tới các nước thì tiện đó mình sẽ đưa luôn cái hàng hóa mình đi tới các cái nước đó luôn. Thì mình đang có chi nhánh ở các nước đó, thì mình chỉ cần thiết lập một cái trung tâm tiếp nhận hàng để đưa hàng lên hệ thống bưu điện của quốc gia đó
và để đi giao cho khách hàng. Thì nhiều người nói rằng máy bay thì chở khách có lợi nhuận hơn là chở hàng, nhưng mà thực tế nếu mà hàng thương mại điện tử thì một người, nếu mà vận chuyển một người từ Việt Nam qua Mỹ 1.000 đô la đó, thì người đó là nó cũng đã 80 kg rồi, cân nặng họ là 80 kg rồi, họ được miễn phí 20 kg hành lý nữa là 100 kg. Mà 1.000 đô la mình thu phí của họ là 1.000 đô la, mình bán vé máy bay 1.000 đô la thì quy đổi ra 1 kg là 10 đô. Trong khi thương mại điện tử, hàng hóa thương mại điện tử, người ta sẽ chấp nhận người ta trả còn nhiều hơn cái 10 đô trên 1 kg nếu mà hàng từ Việt Nam được vận chuyển qua Mỹ. Nhưng mà các bạn biết không, dễ gì mà bán vé được 1.000 đô cho họ qua Mỹ, họ mua họ khứ hồi này, họ chờ cái chương trình khuyến mãi họ mới đi đó. Cho nên đó là máy bay bây giờ khi mà vận chuyển hành khách đó, nhất là cái thời Covid hoặc là sau hậu Covid đi, cái lượng khách nó rất là, lúc nào nó cũng sẽ rất là thấp, và cái tải trọng của máy bay nó thừa rất là nhiều đó. Thì mình sẽ kết hợp với đó mình vận chuyển hàng hóa. Thì các bạn nhìn thấy đó, ở hiện nay ở cái trang Lazada Việt Nam đó, hàng của Việt Nam không bán ra được thế giới, nhưng mà hàng của Trung Quốc đó, là có rất là nhiều shop đặt hàng á, thì họ giao từ Trung Quốc qua Việt Nam rất là dễ dàng, chi phí cũng là rất là thấp, do Trung Quốc á, là họ đã triển khai cái hệ thống bán hàng thương mại toàn cầu. Thì Việt Nam mình á, là nên á, phải có một cái trang thương mại điện tử mạnh để đưa các cái sản phẩm của Việt Nam, như ở Bến Tre thì có kẹo dừa Bến Tre, ở ngoài Bắc thì nó có gốm sứ Bát Tràng, thì mình đăng lên các cái trang thương mại điện tử của Việt Nam rồi bán ra thế giới, thì cơ hội Việt Nam sẽ có một cái trang web thứ ba sau Amazon và Alibaba. Thì phân tích cái dữ địa hồi nãy mình nói là Trung Quốc họ không được sử dụng các cái mạng của phương Tây như là Google, YouTube và Facebook, thì tất cả các sản phẩm của Trung Quốc mình có thể mình nhập về số lượng để mà mình làm sản phẩm mẫu, mình review sản phẩm, sau đó đó mình nắm chắc về cái sản phẩm đó mình bán ra toàn thế giới. Còn về vấn đề ngôn ngữ thì mình nói nó cũng rất là đơn giản, chỉ cần cái sản phẩm đó mình review bằng tiếng Việt, mình nói về công dụng của nó bằng tiếng Việt, thì mình sẽ copy đưa vô cái Google dịch, thì mình sẽ chuyển qua thành tiếng Campuchia hay là tiếng Nhật hay là tiếng Ấn Độ hay là tiếng Pháp hay là tiếng Anh, nó cũng rất là dễ dàng, và cái phần dịch họ cũng không có sai số mấy, không có sai sót gì nhiều đó. Phần mô tả sản phẩm thì nó chỉ cần như vậy thôi. Cho nên là mình thấy ở Việt Nam mình là có nhiều cái thanh niên trẻ nhưng mà lại rất là giỏi khi mà họ bán hàng thương mại điện tử. Có một cái tin mà mình thấy là có một cái ông ở Lào Cai, ông thuê 10.000 mét vuông, họ nhập sản phẩm của Trung Quốc về, họ review sản phẩm, họ dùng, họ livestream sản phẩm, rồi họ có sử dụng phần mềm chốt đơn tới 30-40 nhân viên chốt đơn hàng. Thì mình coi cái xưởng của họ khi mà họ bị công an là coi như là tạm thời là bắt giữ, thì mình thấy vậy nè, cái kệ mà để họ gắn cái điện thoại lên để họ livestream á, cái kệ đó, đó là họ lắp một lúc là gần như là 50 cái điện thoại đó, để họ vượt qua cái bức tường lửa của Facebook để họ livestream hàng hóa, là một người ngồi trình diễn sản phẩm nhưng có 50 cái điện thoại cùng một lúc được gắn trên một cái kệ và quay. Thì theo Facebook á, thì mỗi người á, mỗi cái điện thoại á, mỗi tài khoản á, thì chỉ được đăng trên 10 hội nhóm. Thế thì họ làm cùng một lúc là 50 cái điện thoại, thì họ sẽ đăng lên được trên 500 cái hội nhóm vào những cái giờ mà gọi là giờ vàng, thì họ livestream. Thì đó là những cái sự thông minh mà của người Việt khi mà mình họ bán bằng cái công nghệ của Facebook, công nghệ livestream của Facebook. Thì những cái người này á, là cái tài này á, là mình cũng phải có cái mô hình này cũng nên nhân rộng ra để mà khi họ bán lên trên thế giới, ví dụ như là họ dùng 50 cái điện thoại như vậy á, họ thuê một cái thằng Thái Lan để livestream sản phẩm bán qua Thái Lan,
hãy thuê một cái người Anh, người Mỹ livestream cái sản phẩm bán qua bên Úc, qua bên Mỹ bằng cái nhân viên livestream. Thì bây giờ mình thuê được cả giáo viên dạy tiếng Anh, thì mình thuê cả người Anh hay là người Mỹ hay là người Úc hay là thậm chí người Thái Lan, người Indo để mà livestream cái sản phẩm để mình bán qua Indo bằng cái tiếng bản địa của họ thì cũng không có khó khăn gì. Chi phí cũng không đến nỗi cao. Thì đó là cái mà mở ra cho Việt Nam một cái con đường bán hàng, mà khi mà mình bán hàng được rồi đó thì là mình sẽ làm chủ được cuộc chơi. Các cái người sản xuất, các cái trung tâm sản xuất hàng hóa của Trung Quốc hay là các cái nước khác như Mỹ hay là nhiều nước khác, họ sản xuất hàng hóa họ sẽ cầu cạnh đến Việt Nam, cầu cạnh tới các cái nhân viên của Việt Nam để mà livestream cái sản phẩm đó bán cho họ. Thì đó là một cái phương diện bán hàng. Cái nữa đó là mình sẽ nhìn thấy là tại cái tỉnh Quảng Ninh là cái nơi có cơ sở hạ tầng rất là tốt. Thì các nước thuộc thế giới bên phương Tây họ sẽ đổ xô về ở Quảng Ninh để họ học cách sử dụng các cái phần mềm của Trung Quốc, để họ từ có thể thông qua từ cái Việt Nam họ bán hàng ngược qua Trung Quốc. Còn ngược lại họ phải học lại các cái phần mềm như là sử dụng là WeChat nè, rồi họ sẽ sử dụng là cái phần mềm là để mà Youku nè, là coi như là phần mềm giao tiếp của Trung Quốc, hay là họ phải sử dụng cái phần mềm mà tìm kiếm mà của Trung Quốc đó, là phần mềm Baidu đó, để mà họ đăng các cái sản phẩm của họ, để khi là người Trung Quốc họ cần mua sản phẩm gì đó, họ tìm kiếm thì sẽ tìm ra. Còn ngược lại á, là người Trung Quốc họ có một cái nhu cầu rất là lớn, các cái doanh nghiệp Trung Quốc có một cái nhu cầu rất là lớn là muốn đưa cái sản phẩm của họ lên các cái mạng của phương Tây như YouTube, như là Google, như là Facebook, thì họ phải qua Việt Nam họ phải học sử dụng các cái phần mềm đó, tại vì bên Trung Quốc họ chặn rồi, cho nên họ không có sử dụng được, lần họ chưa sử dụng cho nên họ sử dụng sẽ rất là khó khăn, họ sẽ cần phải có người họ chỉ cho họ sử dụng và thậm chí chỉ cho họ cách chạy quảng cáo rồi mua từ khóa để mà giới thiệu cái sản phẩm của họ lên cho phần còn lại của thế giới. Thì Việt Nam là có thể là trở thành là một cái trung tâm dạy học để sử dụng công nghệ mạng của hai hệ thống đối lập nhau. Mà cái điểm mà cần nhất đó là cái điểm đó nó nằm tại Trung Quốc, tại cái Quảng Ninh. Tại vì sao ở Quảng Ninh nó quan trọng? Nó quan trọng ở chỗ nếu như Quảng Ninh thiết lập được cái hệ thống ngân hàng có mở được cái chi nhánh ngân hàng của Trung Quốc tại Quảng Ninh, thì một số người dân ở Việt Nam hay là nước ngoài họ sẽ tới đó, họ sẽ mở tài khoản, họ đặt hàng online từ ở bên Trung Quốc, họ mua hàng của Trung Quốc vận chuyển về là Việt Nam, là vận chuyển về cái cửa khẩu gần nhất là cái cửa khẩu của Móng Cái, Quảng Ninh. Rồi họ từ đó họ kiểm tra cái sản phẩm mẫu ok, sau đó họ sẽ mua số lượng lớn hơn, hoặc là nếu cần là họ phải đề nghị nhà sản xuất ra điều chỉnh cái sản phẩm đó theo cái ý của người mua. Thì khi mà mình mua hàng ở một cái trang thương mại điện tử thì nó có hai cái yếu tố quan trọng. Thứ nhất là mình phải có một cái số tài khoản ngân hàng để mình thanh toán cho mấy cái trang thương mại điện tử. Thứ hai là mình phải có một cái số điện thoại của Trung Quốc đó, thì mình mới mua bán nó thuận lợi. Thì ở Quảng Ninh thì có thể nó là cái vùng giao thoa có sóng điện thoại của Trung Quốc, có được phép sử dụng điện thoại từ Quảng Ninh, được sử dụng điện thoại của Trung Quốc, số điện thoại Trung Quốc mà gọi về Trung Quốc nó dễ dàng. Còn ngược lại là từ Quảng Ninh thì mình cũng có thể dùng cái tài khoản ngân hàng của Trung Quốc để mua hàng Trung Quốc, thì cũng như Việt Nam thôi, muốn mua hàng ở trên mấy cái trang thương mại điện tử của Việt Nam thì mình phải có một cái số tài khoản ngân hàng, rồi cứ có số điện thoại của Việt Nam, rồi sẽ có một cái địa chỉ đó. Thì nếu mà Việt Nam muốn phát triển kinh tế mạnh mẽ đứng hàng thứ ba, phát triển kinh tế thương mại điện tử mạnh mẽ đứng hàng thứ ba sau Mỹ, Trung Quốc, thì đến Việt Nam thì
cái khu vực biên giới Quảng Ninh là một cái những cái điểm mà coi như là cực kỳ quan trọng. Nó là cái nơi giao thoa giữa hai nền kinh tế của thế giới về thương mại điện tử, cái điểm tập trung là nó nằm ở đó. Rồi bây giờ là mình nói bây giờ Việt Nam phải làm gì để mà có cái tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ luôn đạt từ 10% đổ lên, thì về phương diện đào tạo thì mình phải đào tạo ra một cái lực lượng sinh viên hùng hậu để mà họ mua hàng từ Trung Quốc, hay là họ đăng các cái sản phẩm hàng hóa của Việt Nam lên các cái trang thương mại điện tử, rồi họ có một cái đội ngũ YouTuber để mà review các sản phẩm. Thì hiện nay mình thấy người ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, chưa chắc những cái người ở các cái thành phố mà tưởng là đầu tàu nhưng mà vẫn thua các cái YouTuber ở các cái vùng thôn quê, những thanh niên ở thôn quê hay là những cô gái ở thôn quê, họ rất là năng động để thoát nghèo. Họ làm các cái video để giới thiệu lan nè, để họ bán cành lan, hay là họ bán trái cây, hay là bán cây giống, hay thậm chí họ bán những cái máy móc cũ, hay là họ hướng dẫn cho người ta cách làm cái này làm cái kia rất là chuyên nghiệp so với cái giới mà ngay tại cái trung tâm các cái thành phố lớn. Do đó là mình phải có những cái trường lớp đào tạo cho nó chuẩn và cho nó nhanh. Bây giờ không phải là một cái xưởng hàng 20-30 vạn, 20-30 ngàn công nhân rồi để sản xuất những cái quần áo, giày dép. Là những cái xưởng như vậy á, bây giờ sản xuất xong rồi bán cho ai, bán ở đâu? Ngày xưa nó sản xuất số lượng lớn, người ta gửi cho các siêu thị, các trung tâm thương mại. Thì bây giờ thương mại điện tử thì những cái ông sản xuất lớn đó là không không khó mà tồn tại trong cái thương mại điện tử. Bây giờ có nhiều người nói thôi, bây giờ Việt Nam á, là soạn ổ tổ cho đại bàng nó đến làm tổ. Thực ra các cái đại bàng lớn bây giờ mà sản xuất rồi theo cái cách kinh doanh cổ điển rải ở các cái trung tâm thương mại, siêu thị rồi các chợ, là bây giờ là nó chưa chắc là nó có hiệu quả. Cho nên bây giờ cái nhà xưởng bây giờ là 20-30 ngàn công nhân đó, là bây giờ trở thành 20-30 ngàn người làm cái nhiệm vụ là review, đăng sản phẩm bán, chỉnh sửa hình ảnh, hay là làm các cái video giới thiệu sản phẩm để mà bán. Thì sản phẩm của Việt Nam bán ra được toàn cầu thì tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ tăng rất nhanh. Rồi Việt Nam nhập khẩu các cái sản phẩm máy móc hay là nhiều cái loại sản phẩm khác được chào bán tại cái trung tâm thương mại Quảng Châu của Trung Quốc, thì chúng ta nhập về, chúng ta review sản phẩm bán ra các cái nước trên thế giới. Do bên Trung Quốc nó cũng cấm xài mấy cái hệ thống mà Facebook rồi Google rồi YouTube, cho nên ở các cái nước còn lại họ chẳng có thấy sản phẩm của Trung Quốc được. Thương mại điện tử thì bây giờ họ không có mua, không có dạy về đi mua hàng container, hay là phải dùng các cái tàu bè lớn để phải có cái cảng khổng lồ để mà nhập mấy cái đó về, là về là dễ bị ôm bom lắm. Hàng vừa nó mới vừa bán cho mình xong là nó đổi qua model khác, nó hiện đại hơn xíu thôi là coi như là đồ của mình sẽ bị lỗi thời, bán nhiều khi thoát hàng không kịp đó. Thì các cái trường như là trường đại học FPT hay là trường đại học ngoại thương, hay là các cái trường đại học dân lập, thì cái khoa thương mại á, thì mình nên hướng cho đào tạo một cái lực lượng sinh viên biết sử dụng các cái phần mềm của bên Trung Quốc để mình có thể mình bán hàng từ Việt Nam qua Trung Quốc, qua cái trang thương mại điện tử của Trung Quốc. Và ngược lại là mình mua hàng của Trung Quốc bán lên các cái trang thương mại của quốc tế, của các nước trên thế giới. Thì khi mình giao lưu thương mại buôn bán với các nước giàu có GDP người ta lớn, thì cái GDP của mình nó sẽ hòa vô cùng cái GDP đó mà đem ra chia, thì cái đó mình mới tăng được. Chứ bây giờ mình bỏ ra hàng tỷ đô la để làm một cái đường cao tốc đó. Rồi đường cao tốc đó thì cũng không có ai đi đó, tại vì không biết làm ăn cái gì để mà kiếm được tiền đi trên đó, nhưng mà làm cái gì đó. Trong khi nếu mình bỏ ra một cái số tiền cỡ chừng 1 tỷ đô để mình làm một cái trang web đi, huy động tất cả mọi người là coi như là doanh nghiệp trong nước đăng cái sản phẩm mình lên đó, giống như Alibaba cái thời kỳ đầu đăng lên trên đó,
thì khi đó cái số lượng sản phẩm nó nhiều, nó đa dạng, thì các nước trên thế giới họ sẽ nhìn vô đó họ mua, họ nhìn vô đó họ đặt hàng họ mua. Thì ví dụ như cái trường đại học lớn như hiện nay là trường đại học ngoại thương, họ cũng mới chỉ đào tạo những người các cái sinh viên đi làm thuê thôi, tức có nghĩa là đi mua hàng dùm, nhập khẩu hàng dùm cho một cái công ty này đó, rồi mở LLC, rồi hả, mua bảo hiểm tàu bè gì đó, rồi đưa hàng về tới cảng. Thì họ cũng mới chỉ đấy thôi, mới chỉ là giai đoạn một phần của làm thuê thôi. Bây giờ mình phải đào tạo cho sinh viên á, là mạnh dạn nhập tự mua hàng của Trung Quốc về, ở bên Trung Quốc hay là bên Mỹ về mua, rồi sau đó đăng lên, đem cái sản phẩm đó bán, đăng lên các trang thương mại điện tử để bán qua nước khác, đi luôn, coi như là hả, chọn sản phẩm mua và chọn nơi bán luôn, chứ không có. Thì các cái trường đại học nên đào tạo một số lượng lớn sinh viên là dạy cho họ thương mại điện tử, dạy cho họ cách mua hàng và cách bán hàng lên trang thương mại điện tử. Thì dù khi ở Việt Nam mình bán ở trong nước thì nó dễ dàng quá rồi, nhưng mà bây giờ em muốn bán từ Việt Nam lên cái trang thương mại của Trung Quốc như là trang Alibaba này, rồi trang Taobao này, 1688 này, để người dân Trung Quốc họ cũng có nhu cầu mua đồ của mình chứ. Đó, thì mình sẽ có một cái khoa chuyên gọi là hả, khoa Việt Nam Trung Quốc, bán hàng từ Việt Nam qua Trung Quốc. Rồi mình muốn bán qua Nhật thì mình sẽ có một cái khoa chuyên là khoa Việt Nam Nhật, rồi cái khoa Việt Nam Úc, khoa Việt Nam Châu Âu, rồi cái khoa chuyên về Việt Nam Mỹ đó, mình đào tạo chuyên sâu đó, để cho cái nhóm sinh viên đó họ họ có được trong tay cái nền tảng để họ nhập khẩu và họ bán đi lên cho nhiều nước. Thì khi đó kinh tế Việt Nam mình đó là coi như với cái sức nhập khẩu, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc hiện nay là 8.000 tỷ đô một năm, đó là tính trên trên mạng là tổng kim ngạch nhập và xuất, tổng hai thứ nhập và xuất là lên 8.000 tỷ. Thì bây giờ mình tham gia vô trong đó khoảng chừng mua bán giao dịch một phần thôi là khoảng chừng 200 tỷ thôi, 200 tỷ đô la thôi, thì mình cũng sẽ kiếm lời được ở trong đó, như ra cũng được 40 tỷ đô, kiếm lời khoảng chừng hai cái lợi nhuận 20% thì mình cũng kiếm được là 40 tỷ đô. Mà 40 tỷ đô trên cái GDP 200 tỷ thì con số là coi như là rất là lớn, rất là khổng lồ. Thế thì mình cũng kỳ vọng rất là lớn là chính phủ hay là các cái doanh nghiệp sẽ có người đầu tàu thiết lập ra được một cái trang thương mại điện tử như Amazon, như là Alibaba. Thì thực tiễn đã chứng minh rồi đó, những cái gì nó đã chín nó mùi và những cái gì đã chứng minh nó đã thành công thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta làm, thì làm sao mà sai được khi mà chúng ta đã xác định được và đã tìm ra được là những cái dư địa của Việt Nam đó. Khi mà mình đã nhìn thấy rõ ràng cái dư địa của Việt Nam khi mình tham gia vô cái mạng thương mại điện tử toàn cầu, thì cái dư địa của mình là nó có cái gì, nó hơn hẳn tất cả các cái nước, mà không có nước nào nó có được cái dư địa đó của Việt Nam mình, thì coi như là mình sẽ làm là mình thắng thôi, không có cái đường thất bại. Thì nói về thương mại điện tử thì mình trước mắt thì mình cũng nói với các bạn như vậy thôi. Thì những cái mà sâu xa như là công nghệ của cách mạng 4.0 thì thôi mình không có dám đề cập tới, tại vì mình thấy nó cũng cao quá. Nhưng mà mình nói một điều á, cho nó bình dân, cho cái giới bình dân nó nghe thôi. Giống như bây giờ á, rồi bây giờ á, là ở trên mạng á, thì họ các cái giới chuyên gia họ nói là chuyển đổi số hay là chết. Thì khi mình nói cái này cho mấy cái người bình dân, giống như là cái bà bán tạp hóa ở cái đầu ngõ, hay là cái chị bán hủ tiếu ở đầu đường, bây giờ mình nói thì người ta sẽ không hiểu hình dung nó là cái gì và họ sẽ tham gia vào như thế nào. Thì bây giờ thì mình cũng đưa ra một cái giải thích nó như thế này. Bây giờ người cái chị bán phở ở ngoài đường, cái quyết tâm của người ta là nấu cho thật ngon để họ bán cho nó có khách nhiều. Nhưng mà cái điểm yếu của khi mà mình bán cái sản phẩm ngon thì người ta ăn một lần, trong một tuần người ta ăn một lần, hai lần tới ba lần,
thậm chí một tuần là người ta ăn tới 5 lần đi. Thì khi nó ngon á thì ăn rồi là người ta sẽ ngán, người ta không ăn nữa. Đấy, có thể người ta ngán cả tháng người ta mới quay lại người ta ăn cái tô phở ở chỗ đó. Thế thì bây giờ chuyển đổi số là nó là cái gì? Bây giờ thay vì bán một cái thứ phở thôi thì bây giờ mình thấy cái mô hình nó như vậy. Mình làm ba cái kệ, một cái kệ mình để tất cả các cái loại bánh thuộc dạng dòng hủ tiếu nè, bánh phở nè, mì nè, rồi bún nè, mì Quảng, bún bò các loại, là mình làm cái kệ bún. À, mình dựng đứng cái kệ nó lên. Rồi một cái kệ thứ hai á, là một cái kệ thịt. Thịt đó thì mình làm một cái kệ nó gồm có này, giò heo nè, rồi bò thịt tái nè, thịt luộc nè, rồi bò viên nè, rồi thậm chí có cả heo quay, rồi vịt quay nè, là mình làm một cái kệ kế bên. Cái kệ thứ ba là một cái kệ rau. À, rau thì mình có từ rau ngò cho tới rau mùi cho tới nhiều loại rau, nói chung là cho tới giá hẹ rồi này kia, mình để một cái kệ thứ ba. Là một cái kệ còn lại á, là mình làm một cái kệ là các loại gia vị mà người ta sử dụng. Thế thì cái đặc điểm của ăn uống á, là hôm nay mình ăn cái món này rồi thì mình sẽ ngán, ngày mai á, là mình sẽ tới đó mình sẽ tới mình ăn cái món khác. Thì bây giờ mình làm mình làm như vậy á, thì mình sẽ bán được cho không những cái người bản địa á, như Việt Nam, có thể mình bán cho cả người Tây, người Trung Quốc đó, họ vô họ sẽ thích ăn cái loại bún gì thì họ lựa, mình đưa cho họ cái tô họ lựa, họ bỏ trong đó lấy bún, ví dụ như họ thích ăn bún bò hay là bún tươi hay là họ thích ăn mì thì họ tự lựa họ bỏ vô cái tô. Rồi họ qua bên cái chỗ mà cái kệ thịt, giờ họ thích ăn giò heo hay là họ thích ăn bò viên hay là họ thích ăn thịt luộc hay là ăn thịt bò tái hay là nạm gân gì đó, thì họ tự họ bỏ vô trong tô. Rồi họ sẽ lấy một cái dĩa, họ chọn họ thích ăn cái loại rau gì đó, thì họ lấy, không thích thì họ không ăn rau thì thôi. Rồi họ sẽ đưa vô trong cái quầy đó, là có cái nhân viên đó, là người ta sẽ múc nước lèo người ta chế vô. Rồi còn phần nêm nếm đó, thì người ta sẽ tự nêm nếm giống như ở trong mấy cái chỗ gọi là buffet đó. Ví dụ như người ta kỳ ăn nước mắm, ví dụ như dân Tàu đó, dân Ba Tàu thì họ ăn nước mắm đó, thì họ chỉ ăn nước tương. Hay là dân Tây cũng vậy, họ cũng không có ăn nước tương, họ thích ăn cái dòng bún, họ muốn ăn cái gì người ta nêm nếm cái đó, rồi cái đưa vô trong cái quầy. À, người ta sẽ nhìn vô trong đó lấy cái loại bún nào, lấy thịt nhiều thì người ta tính tiền nhiều, lấy thịt ít thì người ta tính tiền ít. Rồi xong rồi, ví dụ như bây giờ là người ta vô người ta không có ăn bún, người ta vô người ta lấy một ít thịt thôi, tới miếng vài miếng heo quay hay là vài miếng giò heo, người ta bỏ vô trong tô, người ta bưng vô thì coi như là mình là giống như là mình bán chén tái chén thịt vậy đó, chế nước lèo vô người ta ăn đó. Thì bây giờ là coi như chuyển đổi số là nằm ở chỗ nào, thì sau khi mình là hình thành lên một cái tiệm như vậy đó, là mình sẽ quay video giới thiệu về cái tiệm bún của mình, tiệm bún mì của mình đó. Rồi sau khi mình làm cái video hoàn chỉnh như vậy đó, thì nó hoàn chỉnh như vậy xong thì mình mới là dùng cái công nghệ gọi là chuyển đổi số nè, là mình đăng lên trên Facebook, rồi bắt đầu mình chạy quảng cáo Facebook trong cái khoảng bán kính, ví dụ như là bán kính trong phạm vi bán kính chừng 1 km thôi, ví dụ như ở một cái khu vực như là Phú Mỹ Hưng chẳng hạn đó, mình mở một cái tiệm đó thì mình sẽ quét hết cái khu khách ở cái khu Phú Mỹ Hưng, hay là mình mở một cái tiệm đó mình quét một cái khu vực giống như là cái khu 81 tầng của Vincom đó, thì tất cả những cái người ở trong cái khu vực cái bán kính 1 km đó, là có mấy cái tòa nhà, mấy chục cái tòa nhà đó, họ sẽ biết ở cái chỗ đó mình có cái tiệm bún đó, thì người ta sẽ xuống người ta ăn đó. Đó là mình đưa vô nó gọi là kỹ gọi là chuyển đổi số. Thì mình nói như vậy là bà bán bún bà sợ rồi, bán kiểu này nếu mình bán phở không thì người ta ăn ăn riết người ta ngán người ta không ăn nữa, chứ không phải là mình bán dở ăn riết người ta ngán ngon nhưng mà người ta ngán. Thế bây giờ mình phải mở một cái tiệm coi như là thuộc dạng quốc tế,
mọi người từ Hàn Quốc cho tới Nhật Bản hay là cho tới người Trung Quốc hay là cho tới người Việt Nam hay tụi Tây Tàu thì nó vô cái quán đó nó đều ăn được, nó đều lựa theo cái khẩu vị của nó ăn được. Chứ bây giờ mình mở tiệm phở mình kêu mấy thằng Tây vô ăn nó đâu có vô. Mình mở cái tiệm phở, tiệm bún bò mình kêu mấy ông Trung Quốc ông vào ông ăn sao không ăn đó. Mà mình mở cái tiệm phúng mà coi như là quốc tế như vậy đó thì mọi người đều có thể vào ăn được, nhất là ở những khu vực mà sang trọng có nhiều người nước ngoài ở, như là mấy cái tòa nhà thương mại, trung tâm thương mại lớn đó. Thì đó là coi như là chuyển đổi số dành cho các bà bán bún. Thì nguyên cái khu vực đó những cái người bán theo hình thức cổ điển mở chỉ ra bán bún thôi, bán bánh canh thôi, bánh canh cua thôi, thì người ta cũng sẽ thua. Bao nhiêu khách người ta sẽ đổ dồn vô đó, vô cái quán đó thì mình sẽ có rất là nhiều khách, mình không có sợ thua lỗ tốn tiền mặt bằng. Đó là chuyển đổi số đó.